Linh Cù Lao muốn chào cả nhà. Thì hiện tại là Linh đang có mặt tại cái ngôi nhà của ông công an trong cái khu nhà bị bỏ hoang. Thì như lời đã hứa thì hôm nay Linh quay trở lại đây vào ban đêm để khám phá cái ngôi nhà này, xem là bên trong đây khi mà đêm xuống có gặp được những cái hiện tượng gì tâm linh hay không. Thì bây giờ Linh mời cả nhà cùng đồng hành với Linh vào bên trong cái ngôi nhà bị bỏ hoang này để khám phá nha. Hiện tại thì giờ này 8 giờ mấy, 9 giờ rồi. Nhưng mà bên đây nè, có một cái vùng sáng như là chân trời vậy. Nhà này ban đêm nhìn rất là u ám luôn. Lúc trước thì Linh cũng có vô đây khám phá ban đêm. Nhưng mà lúc đó thì đi hai anh em, Linh đi với bạn Thức Gơm. Thì khi mà vào bên trong á, khi lúc đó thì có rất là nhiều những cái tiếng động lạ phát ra luôn. Mặc dù là đi hai người nhưng mà vẫn rất là rùng rợn luôn. Cái gì sáng sáng vậy trời? Không biết cái đó là cái gì nữa cả nhà. Vừa mới lia cam vô đây nè, thấy một cái gì sáng sáng ngay trong chỗ này, khá là ớn luôn. Cái gì vậy trời? Nè cả nhà, Linh quay góc rộng thì sẽ thấy cái đó nó phát ra ánh sáng nè, thấy không? Đó. Giờ zoom lại gần, vẫn thấy một vệt sáng ngay chỗ đó, hình như là một cái tấm kiến gì. Lúc nào vô cái nhà này cũng là một cái thời tiết gió rất là nhiều. Buổi trưa thì Linh cũng đã ghé ngang đây đi một vòng khám phá, thì thấy trong đây thay đổi rất là nhiều luôn. Đồ đạc vật dụng thì người ta lục lọi lung tung hết, và có một số thì họ đem gom lại, quần áo đồ mấy tấm hình ở trong đây nè thì người ta đã lấy đi hết rồi, không biết là gom đi đâu nữa. Nhưng mà đi hai cái ngôi nhà luôn không có thấy. Trước thì cái nhà này dán rất là nhiều những cái tấm bùa ủng hộ ở trên này, trên mấy cái cửa nè. Nãy giờ nghe mấy cái âm thanh gì nó sèn 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 bên cái xóm nhà dài dài bên đó đó. Và hiện tại là cái khu này là bỏ hoang hết rồi. Nhiều nhà bị bỏ hoang cái khu này lắm. Rồi. Giờ Linh sẽ đi qua cái nhà nhỏ này trước nha. Tại vì bên cái nhà nhỏ này có rất là nhiều đồ. Khung cảnh rất là yên tĩnh luôn. Lúc trước ở đây có một cái giường mà bị lấy rồi. Nhang nè, mấy cái nhang này là ngày trước á, người ta vô đây cầu cơ và để lại rất là nhiều trong này. Nhang nè, đóng đóng luôn. Gì trời, mới nghe gì sẹt sẹt hơn sao cả nhà. Chuột hay gì? Hình như là cái đèn của Linh nó bị lu rồi.
Nhìn thấy nó hơi tối xíu. Xuống điện nhanh dữ ta. Cái cảnh là ở trong ngôi nhà này ban đêm rất là rùng rợn luôn. Cái cửa thì sớm lên ghé đây rồi. Buổi trưa thì đóng lại rồi. Ủa mở ra rồi nhưng mà bây giờ đóng lại nè. Nghe âm thanh gì ta? Chỗ này cầu cơ nè. Cũng còn nguyên cái bó nhang rất là to. Giờ này gió nó thổi á, phát ra những âm thanh lộc cộc hoài luôn. Đây là phía sau nè. Không có ai hết. Và một cái khung cảnh rất là rùng rợn. Bên trong cái ngôi nhà này thì con chuột nó bò cả. Nhà thấy con chuột không? Hôm nay thì Linh vô đây một mình nè. Đi thì cảm giác nó cũng khá là lạnh. Cái đống quần nhỏ này á, ai gom vô đây nè? Tại vì lúc trước nó nằm lộn xộn ở trên trong cái đống đồ. Nhưng mà ai gom để lại đây nè. Mà gom toàn là quần nhỏ của người ta không à. Để một góc tường này. Biết có biến thái đồ nó vô đây lục lọi đồ. Lúc trước là trong cái nhà này với lại cái nhà ở cặp bên hông nè là có hình đồ nhiều lắm luôn. Nhưng mà không biết là thời gian sau này ai đã vô đây lấy và đem đi đâu hết rồi. Không còn thấy nữa. Giờ trong cái phòng này chỉ còn lại một cái tấm hình thôi. Còn cái tấm hình của hai vợ chồng nè. Hình cưới. Đồ đạc thì nó nằm khắp nơi chứ. Rất là yên tĩnh luôn. Thì hôm nay là Linh làm cái video này mục đích là đi trải nghiệm ban đêm bên trong những cái ngôi nhà mà bỏ hoang, nhìn khung cảnh nó đáng sợ, xem là có gặp được những cái điều gì tâm linh không, chứ không phải là đi vô đây để mà kiếm hay là diễn ma diễn quỷ gì hết. Đó, đi khám phá trải nghiệm cái khung cảnh những cái ngôi nhà hoang mà còn nhiều đồ vật nè, đồ dùng rồi đó. Với lại cái khung cảnh nó nhìn rất là ớn. Xem là có thật sự là gặp được những cái hiện tượng gì tâm linh hay không. Cái đèn xuống điện nhanh quá. Giờ quay hết thấy rõ. Bởi vì chưa có mua được một cái đèn nào mà nó sáng, ngon lành để mà đi khám phá ban đêm. Cho nên là Linh cũng ít khi nào đi quay đêm lắm. Đó là cũng là một cái lý do mà không có tìm được cái đèn nào mà nó sáng. Đèn này thì lúc trước mua cũng khá là lâu rồi. Cái đèn đội thì nó sẽ gom một cục mà. Nó không có sáng lan đó cả nhà. Quay nó sẽ bị không được rõ những cái cảnh xung quanh. Trên đây là cái trang thờ, còn hai cái bát hương. Bữa nay người ta đem mấy cái cần xé nè, đem qua bên cái nhà này. Chứ lúc trước là cái nhà này là không có mấy cái cần xé này.
Linh nhớ là bên trong căn nhà này á có rất nhiều những cái tấm bằng khen luôn. Lúc trước vô trong này thì cho rằng là cái nhà này là nhà của công an được không à? Trời, cái đèn sao không bị gì ta? Nó xuống điện hay sao á nhỉ? Rồi tới thu luôn rồi. Đèn này nó bây giờ nó mau xuống điện quá trời. Tối thui rồi. Lấy thêm một cái đèn nữa trả sáng cho nó rõ. Cái đèn này cũng đỡ sao một xíu. Rồi cái gì trời, mới nghe cái âm thanh gì bên phía bên này đó đó, cả nhà nghe không? Gì ta, cái khu này bây giờ là lùm cây không à, cho nên là chuột với lại mấy cái con này con kia nó trong đây khá là nhiều luôn. Đi giờ này thì nó cũng chưa phải là giờ mà gọi là tâm linh, tại vì sợ giờ đi mà trễ quá cả nhà. Cái chỗ này là nó nằm trong một cái đường rất là vắng, thì trên cái đường đi vô á là có một cái đoạn đường nên thấy là người nghiện ngập khá là nhiều. Đi giờ đó sợ gặp mấy ổng chặn đường báo luôn, còn xé rồi gì ta, chắc là con chuột hay là gì đó, nãy giờ nó làm sột soạt bên phía đám lùm này nè. Giờ này cũng 9 giờ rồi cả nhà, nhưng mà không biết sao mà cái bầu trời bữa nay nó cứ như là buổi chiều vậy. Ê, hình như là ai đó vô đây đốt cái gì nhỉ? Còn một đống giấy bị đốt trong đây. Lúc trước á, khi mà Linh vô trong cái căn nhà này đầu tiên á, thì trên cái dàn bếp này nè là còn nguyên luôn á. À, mấy cái cái bếp là còn đồ ăn ở trên đây luôn. Lần đầu tiên vô trong cái ngôi nhà này là còn hình như là đồ đạc là còn nguyên vẹn hết 100% luôn, thậm chí những cái đồ ăn á, là còn để trên bếp này nè rất là nhiều. À, qua một khoảng thời gian sau á, thì Linh có quay trở lại khám phá thì thấy là người ta lại đây người ta đập rồi lấy đồ đạc lộn xộn hết, nó lục lọi lung tung lên. Dưới cái nền nhà thì nếu mà vô đây á, để mà review từng món đồ thì đi có thể là cái tiếng không hết. Rất là nhiều quần áo rồi, đồ đạc nè, giấy tờ của người sinh sống ở trong gia đình là hầu như là để lại hoàn toàn ở trong đây luôn. Rất là nhiều hình, những cái tấm ảnh trong này nữa. Quần áo là chất như là một cái đống núi lúc trước.
mấy con dơi còn đeo ở trên đó nè. Dơi nè. Cái phòng này rất là hôi luôn đó nha. Ban đêm nó bốc lên một cái mùi rất là hôi trong này. Con dơi sáng là 4 con. Lúc chưa lên đi thấy 4 con, giờ còn có 1 con một. Không lấy nét được rồi. Đèn tệ quá. Im lặng. Có rất là nhiều những cái yêu cầu, những cái comment và những cái tin nhắn riêng kêu lên đi quay đêm thì cũng khá là khó khăn khi mà đi quay đêm đó cả nhà. Tại vì đa số là những cái ngôi nhà mà mình muốn vô quay đêm đó, mà những cái ngôi nhà mà thí dụ như có gần nhà dân người ta nè, thì mình vô quay đêm đó là mình phải hỏi xin trước á. Tại vì khi mà mình đi quay ban đêm là mình phải lại đó, mình nói người ta là mình đi quay ban đêm trong ngày, xin phép người ta mình vô. Chứ nếu mà đường đột á, khi mà đi mà vô quay đêm á, mình gọi đèn nè thì người ta không biết. Ví dụ như dân, mấy cái người bà con hàng xóm mà người ta ở gần thì người ta sẽ báo công an, báo chính quyền cơ quan, người ta lại phiền lắm. Khi mà họ lại thì biết mình làm những cái công việc này thì người ta cũng bỏ qua, nhưng mà thật sự thì rất là phiền. Bởi vậy Linh không có muốn kiểu như đi quay đêm là mình phải xin phép, mà mỗi lần mình đi xin phép người ta vậy rất là khó khăn. Đó, mình quay được một lần rồi thì được, nhưng mà nhiều lần, nhiều khi mình đi lại thì người ta sẽ không có cho, rất là phiền. Ở phía xa xa sáng sáng đó, chỗ đó là cái nhà máy họ đang xây dựng. Thấy vậy thôi chứ đây ra đó cũng cỡ mấy cây số cả nhà. Giờ này không biết sao còn, mặc dù rất là khuya rồi, 9-10 giờ rồi, mà cái khung cảnh đây là còn sáng trưng. Hôm nay là làm liều đi một mình luôn, khám phá ban đêm cái nhà. Bây giờ đi ra đây quay hết thấy được cái nhà luôn à. Tối thui rồi, cái đèn nó cũng xuống sụp mui, nó cái đèn rất là mau hết pin luôn. Bây giờ Linh quay trở ra cả nhà, và Linh cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha. Thì nếu mà cả nhà có yêu quý và xem được video này thì hãy cho Linh xin một like nha, cũng như là một chia sẻ nè, đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực đi khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Rồi xong luôn cái đèn.